Hello everybody, welcome to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thể loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Slenderina, The School. Play. Ok, let's go. Căn phòng này không có gì. Ở tựa game này thì các bạn phải đi tìm 8 món đồ. Không có gì luôn. Món đồ đầu tiên. Let's go. Ông bà đã xuất hiện rồi. Món đồ thứ hai. Let's go. Khi các bạn tìm hết trên tầng 1 thì các bạn sẽ lên trên tầng 2 tìm tiếp. Đến khi đủ 8 món đồ thì lúc đó các bạn sẽ phải lắp vào một cái máy ấy để hoạt động. Sau đó thì mở cánh cửa ra và chạy thoát khỏi nơi này. Ok, phòng này không có gì. Tiếp tục nào, đi vào phòng ăn. Oh my god, món đồ thứ ba. Hết rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang phòng tiếp theo. Ok, phòng này là phòng ăn. Không có gì luôn, mỗi hộp máu thôi. Máu mình chưa cần cho lắm. Món đồ thứ tư. Ok, let's go. Oh my god. Let's go, tiếp tục vào. Món đồ thứ 6. Rồi còn một chiếc chìa khóa thì các bạn sẽ xuống đây và mở cánh cửa này ra xem trong này có gì không. Ok,
vào thứ bảy và còn thiếu một món đồ nữa cơ. Thì khi đủ 8 món đồ các bạn sẽ lắp vào đây. Đây là 8 thứ và thiếu một cái nữa là các bạn sẽ hoàn thành được và thoát khỏi nơi này. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang game thứ hai, Slenderina 2D. Ok, let's go. Tiến vào trong căn nhà này. Rồi, let's go. Đây là một căn nhà ma. Oh my gosh. Wow. Rất nhiều chìa khóa luôn. Giờ mình còn phải đi tìm những chiếc chìa khóa nữa. Wow. I see you. Oh my gosh. Bắt đầu truy tiếp vào đây. Xem trong này có gì không. Chưa xuống được đây. Đó, sau đó thì các bạn lại có hai chiếc chìa khóa và các bạn lại phải dùng hai chiếc đó mở ra những cái cửa đó ra và tìm tiếp. Rồi, ok, và mình sẽ chuyển tiếp sang game tiếp theo, House of Slenderina. Đây là bóng ma trong một ngôi nhà. Và ngôi nhà này rất là to và rộng. Khá là tối luôn. Okay, ok. Tiếp tục nào. Cái này cần phải có một chiếc chìa khóa. Oh my gosh. Và mình sẽ xem có chiếc chìa khóa nào không. Không có đâu. Ở phòng này luôn. Ở ngôi nhà ma này thì nó sẽ gắn cả ở trên tường nên các bạn phải để ý một chút. Nếu không thì các bạn sẽ phải để quên một cái gì đó thì nó tìm bạn rất là lâu luôn. Vẫn chưa thấy một cái gì. Oh my gosh.
Đây rồi, đây mình thấy chiếc chìa khóa này đầu tiên. Và thứ hai vẫn chưa có một màu giấy nào. Đây, màu giấy này đầu tiên đây. What? Hai màu giấy liền lúc nhau luôn. Không hiểu sao lại có hai màu giấy liền nhau. Rồi mình sẽ mở cánh cửa đây đã. Cửa nào mà mình chưa mở được nhỉ? Đây. Oh my gosh. Oh my gosh. Wow. Đi luôn. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ tư. Chanelina Zosola. Đây như là một mấy cung. Ok, mình sẽ đi đường này. Để sách đầu tiên. Let's go. Oh, ngõ cụt. Wow. Toàn ngõ cụt là ngõ cụt thôi. Không biết đâu trong cái cụt đó lại có cuốn sách, cho nên mình bắt buộc phải đi. Đó, các bạn cứ đi xung quanh và tìm tất cả những các phòng và tìm đủ làm sao đủ 8 quyển sách. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Evino. Let's go. Thank you.
Ghost. Sao mình không động cái gì mà nó cứ rơi ra, tài thật. What? Mà tao phát hiện ra mình ở trong này. Oh man, oh man, oh. Yeah. Oh my gosh. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang một tựa game ma tiếp theo. Nandarina Asilu. Đây là một tựa game ma, là bóng ma trong bệnh viện. Ok. Ở đây thì các bạn phải đi tìm 8 mảnh giấy, 8 tờ giấy, có thể là gắn lên trên cả những chiếc tủ. Ở đây thì có thêm một người nữa xuất hiện, đó chính là chồng của bà Slenderman, bà Slenderina. Có gì ở đây? Bà ta điều này với mình, tài thật, rất là thông minh luôn. Vậy thì mình đành phải đi thẳng đường này đi. Sau đó mình sẽ tạo ra đây, đi cách một đoạn. Ok, bắt đầu vào đây tìm tiếp. Sở thứ 3. Những căn phòng mở ra, đó là những căn phòng mà mình đã tìm rồi. Và khi các bạn tìm hết rìa ngoài, sau đó thì các bạn sẽ phải đi trong rìa trong. Xong thì các bạn sẽ tìm về trong. So, ok, bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Granny Evin. Mm-hmm.
chỗ này nghe tiếng nhạc của khiếp con cả. Evinu mình sẽ đi lại xem đi sang đâu. Oh my gosh. Đó có em đi nha, sau đó thì sẽ bỏ vào cho. Oh my gosh, rồi từ đây chết luôn. Wow. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Con của ông bà ma này cũng đã lớn rồi và nó sẵn sàng nó đi sẽ ăn thịt các bạn khi mà nó nhìn thấy các bạn. Chú chị đã gặp ông ta luôn.
đó các bạn lên xung quanh và tìm tất cả là 8 quyển sách. Nhưng mà tựa game này tìm rất là khó bởi vì là có cả ma và ông chồng bà ta, rồi còn có cả đứa con của ông bà này. Cho nên khi các bạn để tìm đủ được 8 quyển sách rất là khoai luôn. Rồi ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.